Có lẽ đây là lần cuối cùng của tôi ở trên sân khấu. Chứ sau này với cái tuổi 90, không có cái dịp nào tôi trở lên sân khấu được. Khán giả của tôi, khán giả từ Nam Trung Bắc 70 mấy năm đã thương yêu tôi, đã dìu dắt tôi, dạy dỗ tôi. Mà bây giờ tôi phải chia tay. Cái nấc thang ác nghiệt này tôi phải bước xuống, là tôi từ giã, khán giả rồi. Không có một cái phép lạ nào để tôi ngồi. Khán giả thân yêu của tôi hết rồi, hết rồi. Tôi không thể nào tôi còn gặp gỡ lại được nữa. Nhưng làm sao, luật lệ trời đất đã dặn, đã đặt như thế rồi. Tôi không thể nào mà cãi được. Nhưng tôi xin một điều, quý khán giả nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi. Và nhớ, nhớ mãi mãi, nhớ mãi mãi, từ giả, từ giả.